Cuối đời Minh ở vùng Ngô Hạ Tô Châu có Tần Sinh học giỏi lắm tài, giỏi nhất là sáng tác thi từ nhạc phủ. Anh ta là một kẻ hết sức khinh bạc, chỉ thích châm biếm, nhạo báng cõi đời. Hễ thấy kẻ nào dung mạo hình dáng xấu xí bèn chẳng chịu nổi, ngay lập tức làm một bài thơ chế giễu ngay trước mặt người đó. Hễ nghe kẻ khác làm chuyện gì đáng cười lọt vào tai anh ta là đã có ngay một khúc ca nhạo báng. Một người bạn thân của anh ta đút lót để được vào trường huyện, anh ta bèn làm bài thơ Du Tưởng Thi thơ nhập học trường huyện, gồm một văn 100 vần. Để chúc mừng, nhà hàng xóm có chuyện mèo chuột, anh ta liền tặng cho 10 bài thơ chim Hoàng Anh, xiên xỏ bóng gió tột bậc hay khéo, miệng đời giao truyền thấu khắp xa gần. Do vậy nhiều lượt bị khốn đốn bởi nắm đấm, lại còn bị thư kiện liên quan, gần như bị tước sạch danh bị, vẫn chọn chẳng thay đổi. Đến tuổi xế chiều, bỗng bị sốt rét phát cuồng, tự ăn phật của chính mình, cầm dao tự cắt lưỡi. Người nhà rằng lấy dao, xiềng trong buồng trống, tìm dao không được, bèn nhai lưỡi nát bét phun ra, mùi thối lan ra tận ngoài cửa. Sau đó từ khe cửa sổ trông ra, thấy trong sân có cái búa trẻ củi, bèn dũng mãnh phá cửa sổ thoát ra, vớ lấy búa tự chém chính mình đến chết. Nhận định trong bộ gia khế có nói, với tài năng ấy, Tần Sinh hô hào khiến cho dân chúng tuân theo phong tục tốt đẹp há khó khăn gì, sao lại khiến cho cái tài đó trở thành công cụ để giết mình? Khác gì Tùy Hầu dùng Minh Châu để ném chim sẻ, dùng gươm Thái A để đốn củi. Gần đây có một thư sinh có tài lạ, tự cho rằng ắt sẽ thi đậu, nhưng ưa dùng những giáo huấn trong kinh sách của Thánh Hiền để châm chọc. Về sau đi thi nhiều lần, được chấm điểm cao, nhưng cứ vào vòng thi sau, bèn có chỗ viết sai, luôn luôn bị trượt. Đấy chính là lẽ báo ứng vì đã vũ nhục lời lẽ Thánh Hiền. Những kẻ có tài trong cõi đời thường phạm lỗi này mà chẳng biết sai trái. Ôi, đọc sách như vậy có khác gì kép hát diễn tuồng ư? Hình tượng từ văn đã bị hạ người ấy vùi xuống tận đất mất rồi. Lý Thúc Khanh luôn liêm khiết cẩn thận, đồng liêu là Tôn Nham ghen ghét, bịa chuyện rêu rao cùng mọi người. Thúc Khanh chỉ được cái danh xuông, như theo như tôi thấy hắn chẳng bằng chó lợn. Nếu có ai hỏi vì sao nói như vậy, hắn ta đáp: Thúc Khanh ăn nằm với em gái của chính mình còn đáng làm người ư? Do vậy lời ong tiếng ve đồn đại ồn ào xa gần. Thúc Khanh muốn biện minh nhưng chẳng tiện mở miệng, nếu chẳng muốn nói rõ phẫn hận giận dữ khó chịu nổi, vì thế ôm nỗi uất ức mà chết. Em gái ông ta nghe tin biết chuyện hết sức kinh hoàng phẫn cơn kinh hoàng phẫn hận cũng treo cổ tự tử. Chẳng được mấy hôm trời nổi giông tố, sét đánh Tôn Nham chết tươi, quang thây đến tận cửa nhà Thúc Khanh. Đến khi đem chôn, sét lại đánh xuống mộ hắn. Nhận định đây là kẻ có ý niệm bịa chuyện ô nhục khinh miệt người khác, cho nên mắc phải quả báo nặng nề như vậy. Dẫu không có tâm châm biếm cũng chọn chớ nên. Vào năm Nhâm Tý, tại trường thi Chiết Giang, có một phụ nữ bước vào khu vực đặt lều thi, vừa đi vừa hét to: Vương nhị ở Đông Dương! Cả trường thi hoảng hồn, dùng đèn đuốc soi, chẳng thấy bà ta đâu cả. Do vậy tìm kiếm trong dãy lều thi, quả thật có một người họ Vương đứng hàng thứ hai. Mọi người kể rõ nguyên do tìm kiếm, rồi vặn hỏi nguyên nhân. Người ấy suy nghĩ rất lâu, nói: Mấy năm trước họ hàng tụ tập, chuyện gẫu đùa cợt, ngẫu nhiên nói tới một bà quá thủ tiết trong thôn, bèn bảo thủ tiết khó tin quá, bẻ ta nghe chuyện ấy phẫn hận chết đi, chắc là chuyện ấy. Do vậy anh ta sợ hãi, không dám nộp quyển thi, thâu thập hành lý ra khỏi lều thi, bỗng dưng vấp ngã nơi bậc thềm, bị thương ở trán, đến sáng bèn chết. Có thể thấy tai hại của sự đùa bỡn châm chọc đối với những chuyện liên quan đến danh tiết của người khác, chọn chẳng thể coi thường thốt ra lời được. Làm Nhuận Ngọc tuổi chớm 20 rất mực tài hoa, phong thái thành tú, bạn học đều cho rằng anh ta sẽ đỗ đạt vinh hiển. Gần chỗ anh ta ở là nhà của một vị thượng thư nọ. Vị thượng thư có đứa con gái đã hứa hôn nhưng chưa gả. Cô ta tài sắc nức tiếng một thuở. Có lần ngẫu nhiên nam sinh thấy cô ta lên xe trở về khát khao mơ tưởng. Một hôm tản bộ nơi vườn sau, nghe cách tường có tiếng con gái trèo lên giọng trộm. Biết đó là người mình đã từng thấy trong xe, bèn ngấm ngầm khoét nửa viên gạch ở chân tường để hàng ngày ngắm nghía. Được nửa năm cô ta về nhà chồng, chàng Lam không còn cách nào nhìn trộm được nữa, buồn bã, thất vọng quá sức. Do vậy viết bài Trường Tương Tư bị một người bạn đọc được,
Người ấy liền đốt ngay, lại căn dặn Nam Sinh đừng nói với ai vì sẽ gây tổn hại rất lớn cho đức hạnh. Nam Sinh cười chê lời ấy là vớ vẩn. Về sau vào trường thi, đêm mộng thấy bị một vị thần quét mắt. Chàng ta nằm ngủ mà mắt rất đau, hai tròng mắt như bị kim đâm chẳng thể mở mắt được. Do vậy phải để giấy trắng, trở về nhà vẫn không ngừng đau rồi mù cả hai mắt. Đến khi yết bảng, người bạn thiêu hủy bài từ ấy được xếp đỗ đầu. Công tử X ở đất Ngô do muốn gian dâm một bảng quá, bèn cùng với các bạn hợp ý bày mưu tính kế. Người bạn liền bày một kế ước hẹn sẽ thực hiện vào ngày nào đó. Đến ngày ấy, cha hắn mộng thấy một vị thần mặc áo đỏ bảo: con trai người lẽ ra đỗ đạt, do có tâm thuật bại hoại kẻ khác, công danh bị tước sạch. Thằng bạn kia vốn nghèo hèn, lại vì người khác bày mưu xấu xa, ắt sẽ bị cắt từng tấc ruột. Ông bố kinh hãi tỉnh giấc tới ngay thư phòng, quả nhiên nghe tin gã bạn ấy rên xiết đau bụng rồi chết. Công tử cũng dần dần phát cuồng, đầu bù tóc rối lang thang khắp phố phường, chọn chẳng thể cứu chữa. Có người họ Hoàng Phủ ở Chiết Giang đậu tiến sĩ dưới đời Càn Long, sau khi bị bãi quan bèn làm chủ giảng tại thư viện Lệ Trạch. Về sau chỉ có hai vợ chồng già sống cô quạnh, chết trong nghèo túng. Ông ta thường nói với người khác: khi ta làm tri huyện ở huyện nọ, có đứa môn sinh là X, có tài nhưng vô hạnh. Sau khi đậu kỳ thi hương, nó chê người vợ đã đính hôn nhưng chưa cưới nghèo hèn. Nhằm lúc cô ta mắc bệnh cổ trướng, nó vu khống cô ta chửa hoang, thưa lên tôi xin ly hôn. Khi đó tôi xử oan cô ta, chẳng cho cô ta biện bạch. Cô ta rút dao tự mổ bụng minh oan, chuyện được tâu lên trên, thằng học trò ấy phải đền tội mà tôi cũng bị bãi chức. Tôi chỉ có một đứa con đã từng thi đậu, nào ngờ giữa ban ngày thấy nữ quỷ ấy hiện ra chết tươi. Nay vợ chồng tôi già cả không nơi nương cậy, mà sắp thấy chính mình trở thành quỷ tha hương không ai cúng tế. Quả báo cũng thảm khốc thay. Hối lỗi án, những câu chuyện hối lỗi. Vào đời Minh, Hồng Đào một hôm đột ngột chết đi, hoảng hốt thấy một người áo xanh dẫn tới âm phủ. Họ Hồng hỏi về chuyện an lập của mình trong một đời sẽ như thế nào. Người áo xanh lấy từ trong tay áo một quyển sổ to cho ông Hồng xem. Ông ta thấy phía dưới phần ghi tên họ của chính mình, chữ ghi chi chít nhỏ như muỗi chẳng thể đọc hết. Phía sau ghi chú: đáng lẽ được làm tham tri chánh sự, nhưng do ngày tháng năm đã gian dâm với cô gái chưa chồng tên là, bị giáng xuống làm bí các tu soạn chuyển vận phó sứ. Ông Hồng rùng mình ứa nước mắt hỏi: làm thế nào đây? Người áo xanh nói: chỉ nên nỗ lực làm lành thì được rồi. Trong chốc lát tới trước một con suối lớn, người áo xanh đẩy họ Hồng ngã xuống. Ông Hồng hoảng hốt tỉnh lại, thì ra đã chết 3 ngày. Do tim còn ấm nên người thân chưa khâm liệm, ông bèn thống thiết tự hối lỗi, tận lực làm lành. Về sau ông do thấy được bổ làm trước bí các tu soạn tào vận của Lưỡng Chiết ứng hợp với điều đã được đoán trước, hết sức sợ hãi. Sau đấy chẳng có chuyện bất ngờ gì khác, làm quan tới trước đoàn mình điện học sĩ, hưởng thượng thọ rồi mất. Đấy chính là báo ứng do nỗ lực hối lỗi vậy. Nhận định người đời thấy có kẻ phạm lỗi ấy mà vẫn phú quý, bèn ngờ cảm ứng chẳng có căn cứ. Nào có biết lẽ ra ông Hồng làm tới trước tham tri chánh sự, bị giáng xuống trước bí các tu soạn. Lại chẳng biết ông Hồng nếu chẳng tận lực hối lỗi, há có chuyển biến gấm cầm thăng chức cao hơn ư? Hãy cẩn thận chớ sanh tâm không kính tín. Nếu cam lòng như Lý đang gạt bỏ Trạng Nguyên, tể tướng vẫn khăng khăng mừng vì đã đậu giải nguyên ư? Bảy Thành ở Hán Dương có một chư sanh có tài nổi tiếng, nhưng đi thi nhiều lần chẳng đậu. Một người bạn bèn vì ông ta cầu cơ thừa hỏi: thần giáng cơ, thư sinh ấy đáng lẽ đỗ đạt, do về lúc tuổi trẻ ngồi dạy học tại nhà nọ tư thông với một đứa tớ gái, chẳng thể nào mong mỏi đỗ đạt được. Thư sinh nghe nói kinh sợ, do vậy biên tập bộ giới dâm công quá cách, lại còn chú giải ghi chép khá nhiều câu chuyện thật sự sau mỗi đoạn, quyên góp tiền bạc để ấn hành biếu tặng. Tới khoa thi năm Bính Tý đời Khang Hy 1696 bẻ thi đậu, ai nấy đều cho là báo ứng do đã sửa lỗi vậy. Đời Minh, ông Hạng Hy Hiến vốn có tên là Đức Phân, nằm mộng thấy đỗ kỳ thi hương năm Quý Mão, do ô nhục hai đứa tớ gái nhỏ tuổi bị thần gạt bỏ khoa cử, bèn thề tránh tà dâm, nỗ lực làm lành hòng chuộc lỗi trước. Về sau ông mộng thấy đến một nơi, trông thấy có một tờ giấy vàng nơi dòng thứ 8 ghi họ Hạng.
Chữ chính giữa không rõ ràng, chữ cuối cùng là nguyên. Có người bên cạnh nói, đấy chính là thứ tự trên bảng trời của ngươi. Do ngươi gần đây đổi hạnh nên lại đạt được thứ hạng ấy. Do vậy ông bèn đổi tên là Mộc Nguyên. Khoa thi Hương năm Nhâm Tý, ông đỗ hạng 29 tại Phủ Thuận Thiên. Thi hội năm Kỷ Mùi đỗ hạng 2. Rất nghi thứ hạng trong Mộng sai lầm. Tới khi thi đình đỗ thứ 5 trong hạng nhị giáp, ông mới hiểu thứ tự ấy phù hợp với kết quả thi đình. Đúng là hạng 8. Bởi lẽ kết quả thi hương và thi hội đều dùng giấy trắng để yết bảng. Chỉ riêng có bảng kết quả thi đình là dùng giấy vàng. Nhận định do mộng mà tỉnh ngộ, thống thiết tự sửa đổi vẫn là người có phước. Nếu không công danh đã bị tước sạch mất rồi, há còn chiếm được thứ hạng đỗ đạt nữa ư? Có thể biết đạo trời giáng họa cho kẻ dâm, chẳng giáng tội người hối lỗi. Kẻ có chí chẳng vì cho xa chân bèn bảo là không thể chuyển rời được. Giả nhân đã 50 tuổi không con, để mộng thấy mình đến một tòa phủ đệ, biển đè, xanh dục tử. Do vậy giả nhân cầu khẩn có con nối dõi, chủ nhân lấy sổ sách cho xem, bảo người đã từng gian dâm với vợ kẻ khác muốn cầu con chẳng thể được. Giả nhân van xin, tiểu dân vô tri, xin dùng cho chuộc tội. Thần nói, ngươi đã hối lỗi, hãy khuyên 10 người không dâm thì mới có thể chuộc tội. Nếu khuyến hóa nhiều người hơn, ắt sẽ có con. Giả nhân tỉnh giấc thống thiết cải hối. Do vậy, sốt sáng khuyên người đời cảm hóa rất nhiều, về sau sanh hai con. Năm Tân Mão, trước hôm bắt đầu khoa thi tại Chiết Giang, có một người nằm mộng thấy thần thánh tụ hội để xét đoán những người sẽ thi đậu, quyết định người sẽ đỗ đầu tên là Trung Lãng. Có một phụ nữ kêu oan, vì thần ngồi chính giữa bảo, như vậy thì hắn không thể đậu được. Do vậy dò xét để tìm người khác. Điền vào chỗ đó, người bên cạnh đáp, vậy thì lấy thằng bé con thế vào. Người ấy tỉnh giấc kể lại giấc mộng với ông Trung. Vì thế dò hỏi cặn kẽ ông Trung về ngọn ngành, thì ra trong nhà ấy có một đứa tớ gái mang thai, do bà chủ và ông Trung chẳng dung, đem dìm nước cho chết. Họ Trung thường vì chuyện này mà tâm bất an, nghe kể chuyện nằm mộng hết sức kinh hãi. Quả nhiên khoa ấy họ Trung thì rớt, dư tuần đậu trạng nguyên. Nói thằng bé con nhũ tử chính là tên tự của Tuân vậy.